Trên thế giới, hai máy bay Nhật Bản va chạm rồi bốc cháy trên đường băng. Indonesia sơ tán hơn 2.000 người do núi lửa phun trào. Ba Lan điều tiêm kích bảo vệ không phận khi Nga nã tên lửa vào Ukraine. Phó thủ lĩnh Hamas thiệt mạng ở Liban. Tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao thông tin về việc sơ tán sau trận động đất ở Nhật Bản. Cựu Bộ trưởng Y tế cùng 37 người ra tòa vụ Việt Á. Phó Chủ tịch xã yêu cầu người dân xét nghiệm ADN để làm giấy khai sinh. Hà Nội cháy cửa hàng sửa xe đạp điện. Hàng trăm học sinh Cà Mau thi lại môn văn. Miền Bắc mưa rét, nhiệt độ giảm mạnh. Hi ho, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Trưa nay ngày 3 tháng 1 của Khoe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là các thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Và mở đầu là tin tức tại Nhật Bản. Hai máy bay va chạm rồi bốc cháy trên đường băng. Theo như truyền thông Nhật Bản, chiếc máy bay Airbus của hãng Japan Airlines va chạm với phi cơ MA-722 của lực lượng cảnh sát biển Nhật JCG đang chuẩn bị cất cánh lúc 17:50, 15:50 theo giờ Hà Nội ngày 2 tháng 1 tại sân bay Haneda, Tokyo. Sở cứu hỏa Tokyo cho biết tai nạn xảy ra khi mà máy bay chở 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn Japan Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng. Hình ảnh trên đài truyền hình Nhật cho thấy rằng máy bay đang hạ cánh thì một quả cầu lửa lớn bùng lên phía dưới bụng. Toàn bộ người trên máy bay của Japan Airlines được sơ tán an toàn trước khi mà ngọn lửa bốc lên dữ dội. Theo Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Tetsuo Saito cho biết rằng phi cơ của JCJ có 6 người trên khoang, trong đó thì cơ trưởng bị thương nặng, 5 người thiệt mạng. Hãng tin JCJ cho biết phi cơ JCJ chuẩn bị khởi hành để hỗ trợ chiến dịch cứu hộ cứu nạn trong trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở miền Trung Nhật Bản ngày 1 tháng 1. Sân bay Haneda đã tạm dừng hoạt động toàn bộ đường băng sau tai nạn này. Cũng tại châu Á, Indonesia sơ tán hơn 2.000 người do núi lửa phun trào. Vào hôm ngày 2 tháng 1, giới chức khu vực gần núi Lewotobi Laki-Laki ở tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia cho biết các hoạt động phun trào gần đây đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và khiến hơn 2.200 người phải di rời đến các điểm an toàn. Họ đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời trong bối cảnh núi lửa gia tăng hoạt động. Theo Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ núi lửa và địa chất BVMBG, núi lửa Lewotobi Laki-Laki đã phun trào nhiều lần trong những tuần qua, trong đó lần gần nhất là vào ngày 1 tháng 1 đã tạo ra cột tro bụi bốc cao hơn 1,5 km. Nó cũng phun trào trong ngày 2 tháng 1, nhưng trung tâm không ghi nhận khói bụi từ hoạt động này. Nhà chức trách địa phương đã nâng cảnh báo lên mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo gồm 4 mức, đồng thời mở rộng khu vực nguy hiểm từ bán kính 2 km lên 4 km xung quanh miệng núi lửa. Cho bụi từ ngọn núi phun trào đã khiến sân bay Vrasada cách đó 80 km phải đóng cửa trong ngày 1 tháng 1. Và hiện thì Indonesia có gần 130 núi lửa đang hoạt động. Chuyển sang một tin tức về cuộc chiến tại châu Âu giữa Nga và Ukraine. Vào hôm ngày 2 tháng 1, Ba Lan cho biết đã điều 4 máy bay chiến đấu F-16 tới biên giới phía đông để bảo vệ không phận sau loạt các cuộc tấn công tên lửa của Moscow vào nước láng giềng Ukraine. Ngoài các tiêm kích, Ba Lan còn điều động một máy bay chở dầu. Động thái này diễn ra khi mà Warsaw cuối tuần trước đã cáo buộc một tên lửa Nga bay ngang qua không phận của họ, đồng thời yêu cầu Moscow giải thích. Và sáng ngày 2 tháng 2, Nga đã nã hàng loạt tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine và thành phố Kharkov ở phía đông bắc. Vụ tấn công đã khiến ít nhất là 5 người thiệt mạng và 112 người bị thương. Trước đó, vào tháng 11 năm 2022, một tên lửa phòng không của Ukraine đã rơi xuống làng Priwodo của Ba Lan, khiến hai người thường dân thiệt mạng. Phó thủ lĩnh Hamas thiệt mạng ở Liban. Truyền thông nhà nước Liban NNA ngày 2 tháng 1 cho biết, văn phòng Hamas ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut đã bị tập kích UAV. Hai nguồn tin an ninh nói rằng đòn tập kích nhắm vào cuộc họp giữa giới chức Hamas và một nhóm Hồi giáo của Liban khiến 7 người thiệt mạng. Hamas sau đó xác nhận trong số nạn nhân có phó thủ lĩnh là Salel El-Arouri cùng với hai quan chức cánh vũ trang của lữ đoàn Qassam. Ông El-Arouri là phó lãnh đạo cánh chính trị của Hamas và là một trong những người sáng lập lữ đoàn Qassam. Mỹ từng treo thưởng 5 triệu đô la Mỹ cho thông tin về người này hồi năm ngoái. Thủ lĩnh Hamas Hanizeb
gọi vụ sát hại ông El Arouri là hành động khủng bố, xâm phạm chủ quyền của Liban và mở rộng hành vi thù địch của Israel nhắm vào người Palestine. Ông cũng tuyên bố Hamas sẽ không bao giờ bị đánh bại. Nhóm vũ trang Hezbollah của Liban tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công, thêm rằng lực lượng này đã sẵn sàng để bóp cò. Về phần mình, quân đội Israel không bình luận về thông tin trên truyền thông nước ngoài khi được hỏi về vụ tập kích Beirut. Phát ngôn viên Daniel Hagari đã nói họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh. Tiếp theo, cùng chuyển sang phần tin tức tại Việt Nam. Liên quan đến trận động đất tại Nhật Bản hôm ngày 2 tháng 1, Bộ Ngoại giao cho biết chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt. Nhiều công dân Việt đã được chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán đến nơi tạm trú an toàn. Và hiện tại, Nhật Bản có hơn 500.000 người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập. Quản trị viên ở vùng Hokuru gồm 3 tỉnh là Ishikawa, Tozama, Fukui, nơi chịu ảnh hưởng nặng trong trận động đất này cho hay có khoảng 200 người Việt sinh sống ở đây. Và theo giới chức Nhật Bản, đa số thương vong trong trận động đất được ghi nhận ở tỉnh Ishikawa. Công dân Việt Nam liên hệ với các cơ quan đại diện tại Nhật Bản để được hỗ trợ theo số điện thoại. Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo là cộng 8180-3590-9136 hoặc cộng 8180-203-46868, cộng 8190-1255-5537. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka gồm cộng 8190-4769-6789. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka là cộng 8192263-7668. Và sáng nay ngày 3 tháng 1 thì tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân thành phố cũng đưa 38 bị cáo trong vụ án kit test Việt Á ra xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày, kể cả ngày nghỉ, với hơn 70 luật sư. Trong phiên xét xử, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương với 51 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị cáo buộc gây thất thoát gần 19 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng cho rằng cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và thư ký Nguyễn Huỳnh đã can thiệp giúp công ty Việt Á được cấp sổ đăng ký lưu hành kit xét nghiệm và hiệp thương giá. Và hôm nay, cả 38 người đều ra tòa về sai phạm trong quy trình nghiên cứu đề tài, cấp phép đăng ký, bán kit test. Không ai bị xử lý liên quan đến chất lượng kit test của Việt Á. Cơ quan điều tra cáo buộc Việt Á đã thông thầu tại 21 tỉnh thành để được cấp kit xét nghiệm COVID-19 với giá cao, gây thiệt hại hơn 400 tỷ đồng. Trong đó, việc tiêu thụ gần 680.000 kit test tại CDC Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương đã gây thiệt hại 222 tỷ đồng. Chuyển qua một thông tin đáng chú ý tại Hà Tĩnh. Trong quyết định kỷ luật công bố ngày 2 tháng 1, chính quyền huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác định Phó Chủ tịch xã Xuân Liên vi phạm quy định, quy trình làm việc. Người này đã nhận 8 triệu đồng sau khi yêu cầu người dân đi xét nghiệm ADN để làm giấy khai sinh cho con. Theo Chủ tịch xã Xuân Liên, sau khi bị kỷ luật, Phó Chủ tịch xã xin thôi chức. Vào hơn 2 năm trước, một đám cưới của người dân trong xã diễn ra khi cô dâu chưa đủ 18 tuổi. Sau khi sinh con và đủ tuổi, đến tháng 8 năm 2023, người phụ nữ đến Ủy ban Nhân dân xã Xuân Liên đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh cho con. Phó Chủ tịch xã là người hướng dẫn thủ tục, nói rằng muốn làm giấy khai sinh phải có giấy xét nghiệm chứng minh huyết thống giữa con và chồng, chi phí 8 triệu đồng. Dù chưa được gia đình đồng ý, nhưng người này vẫn tự dẫn một người lạ đến lấy máu của hai bố con để xét nghiệm ADN, đồng thời nhận 8 triệu đồng. Khi có kết quả xét nghiệm ADN, đến đầu tháng 11, xã Xuân Liên mới làm đăng ký khai sinh cho cháu bé. Giải thích về sự việc, Phó Chủ tịch xã cho biết, thời điểm đó người phụ nữ chưa đăng ký kết hôn, hỏi cán bộ tư pháp hộ tịch thì được tư vấn rằng cần phải làm xét nghiệm ADN để xác định huyết thống. Và hiện, người này đã nhận làm sai, trả lại tiền và xin lỗi gia đình người dân. Theo như quy định, khi làm giấy khai sinh chỉ cần có xác minh của cơ quan có thẩm quyền về người bố hoặc hai vợ chồng cam kết đây là con mình và có người làm chứng, không phải xét nghiệm ADN. Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý khác. Hà Nội cháy cửa hàng sửa xe đạp điện. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 18h30 ngày 2 tháng 1 tại một cửa hàng sửa chữa xe đạp điện trên phố Trần Cung cạnh trường Cao đẳng Dược, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm. Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã đến hiện trường và đến 19h25 phút cùng ngày ngọn lửa được dập tắt. Diện tích cháy khoảng 50m2, gồm 2 tầng của cửa hàng sửa xe máy và kinh doanh xe đạp điện cũ. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.
hàng trăm học sinh ở Cà Mau phải thi lại môn văn. Ngày 2 tháng 1, một lãnh đạo của trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Lộc, huyện Thới Bình cho biết, hôm nay ngày 3 tháng 1, toàn bộ học sinh của 8 lớp khối 10 sẽ làm lại bài kiểm tra môn ngữ văn học kỳ 1. Trước đó, khoảng gần một tuần, trường Tân Lộc đã tổ chức kiểm tra học kỳ 1. Trong đề văn thì phần làm văn yêu cầu học sinh phân tích hình tượng nhân vật có trong ngữ liệu thuộc sách giáo khoa ngữ văn lớp 10. Điều này được cho là không đúng với hướng dẫn kiểm tra môn văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tránh dùng lại các văn bản ngữ liệu đã học. Theo đó, 365 học sinh lớp 10 ở huyện Thới Bình đã phải thi lại môn ngữ văn. Và cuối cùng là thông tin về thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay ngày 3 tháng 1, không khí lạnh tăng cường đang ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Tại miền Bắc, mưa rào rải rác và có dông, nền nhiệt khu đồng bằng giảm xuống ngưỡng thấp nhất là 15-18 độ C, vùng núi từ 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Theo dự báo trên trang AccuWeather, Hà Nội giảm nhiệt đáng kể trong hôm nay kèm mưa dông, nền nhiệt chỉ từ 17-19 độ C, trời rét. Tuy nhiên, trạng thái này chỉ kéo dài đến hết ngày 4 tháng 1, sau đó trời sẽ hửng nắng và tăng nhiệt trở lại. Đến cuối ngày, ngày 7 tháng 1, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tiếp tục tràn về khiến nhiệt độ giảm nhẹ. Và những ngày tới đây, miền Bắc sẽ hết sương mù, chất lượng không khí tại Hà Nội có thể sẽ được cải thiện hơn. Còn tại miền Trung, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện mưa rào và dông kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ trời nắng chiều tối và đêm mưa rào, vùng Đông Nam Bộ có nắng nóng. Và những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị nên giữ sức khỏe vào những thời điểm giao mùa quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.